Xin chào anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Lâu lắm rồi em chưa lên lại video lập cho anh em xem. Thì cũng nhân tiện đây cũng có mấy khách đặt em lập. Đây, thì lập một mặt cũng giống cái lập em đang chơi kia thôi cho anh em. Nó không khác gì mấy đâu. Này, nang khít nha anh em. Nang dài lắm nha anh em. Không phải nang thưa đâu. Đấy. Lập một mặt bên em làm nha anh em, vừa gọn nhẹ, nuôi em nuôi trong đó luôn nha. Đấy, đây là con mồi của em, đây clip đây, video lập đây nha anh em, chất liệu 100% inox, anh em về mà xem không đúng inox á em bao trả cho anh em luôn. Đấy, gà lập vô vậy thôi anh em. Còn test lập cái bạc lửa nhẹ lắm nha. Đấy, giờ là lụm thôi em, có chuông báo chất liệu inox, có chống tông nha anh em, có làm cái miếng chống tông ở đây nè. Rồi ở dưới là khay cát nha anh em, rất chi là ok, gọn nhẹ, xếp lại thì gọn lắm anh em ạ. Đấy. Đấy, xong. Anh em cần liên hệ em nha. Đây chim mồi. Rồi, cảm ơn em nha. Anh em nào cần lập liên hệ nè, cây này của em chuẩn bị hoàn thành này, anh em cần thì cứ alo em nha. Rồi chào anh em thấy hay thì cho em xin một lượt đăng ký để vài bữa em làm video hướng dẫn anh em nuôi con chim từ bổi lên mồi nha, gọt làm sao mà ưng ý nhất và gọt tuyển chọn cho tới gọt làm sao cái mồi nó nhanh lên nhất nha anh em. Rồi, bên em có bán cám nữa nha anh em cần mua cám dòng chim này nè, đặt riêng cho chim này thôi nha anh em, không làm cho chim khác, riêng dòng chim cút này thôi, thì anh em cứ alo cho em, đảm bảo cám chất lượng, không có thuốc kích thích hay bất cứ một cái gì hết, nhưng thành phần tự nhiên nó làm cho con chim của mình lên căng lửa và đủ chắc á anh em, thì con chim của mình nó sẽ chơi thôi nha anh em. Miễn anh em về gần gũi với con chim một tí thì nó sẽ dạng, và khi nó dạng thì nó đủ chắc thì nó sẽ lên nha anh em. Rồi cảm ơn em, chào anh em nha.